Sáng ngày 29 tháng 3, Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đắc Minh tổ chức Đại hội đại biểu thành viên nhiệm kỳ năm 2020-2023. Nhiệm kỳ qua, hoạt động tài chính ngân hàng luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn chung của nền kinh tế trong nước cũng như trên thế giới do biến động về giá cả thị trường, ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 diễn ra phức tạp. Nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đắc Minh có bước tăng trưởng và phát triển rõ rệt. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, tổng thành viên là 1.713 thành viên. Tổng nguồn vốn của Quỹ tín dụng tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Cơ cấu nguồn vốn ổn định. Cuối năm 2022, tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ tín dụng là trên 157 tỷ đồng. Trong đó, vốn điều lệ là nguồn vốn do thành viên của Quỹ tín dụng đóng góp để nâng cao năng lực tài chính cho Quỹ tín dụng, vừa gắn trách nhiệm của thành viên với Quỹ tín dụng. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, vốn điều lệ của Quỹ là trên 5,5 tỷ đồng, vốn huy động tiền gửi tiết kiệm là trên 128 tỷ đồng, vốn vay ngân hàng hợp tác là trên 13 tỷ đồng. Công tác tín dụng được thẩm định thực hiện nghiêm túc, việc kiểm tra, thẩm định trước, trong và sau khi cho vay, phân định trách nhiệm rõ ràng, trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm liên đới giữa khâu thẩm định và quyết định cho vay. Thành viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. Tính đến cuối tháng 12 năm 2022, tổng dư nợ tín dụng là trên 145 tỷ đồng. Quỹ tín dụng luôn thực hiện phương châm gửi vào thuận lợi, rút ra dễ dàng, luôn tạo điều kiện cho khách hàng đến giao dịch, thực hiện nghiệp vụ thanh toán nhanh gọn, chính xác và thuận lợi nhất.